Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Toyota Veloz giá từ 559 triệu đồng tại Thái Lan, sắp bán tại Việt Nam. Trước khi ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3 tới đây, mẫu MPV 7 chỗ Toyota Veloz 2022 đã chính thức được trình làng tại thị trường Thái Lan với hai phiên bản trang bị. Đúng như thông tin trước đó, hôm qua ngày 24 tháng 2 năm 2022, Toyota Veloz 2022 mới đã được chính thức giới thiệu tại thị trường Thái Lan. Đây là mẫu xe đã trình làng tại thị trường Indonesia vào cuối năm ngoái và cũng chuẩn bị được ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới với cái tên gọi Toyota Veloz Cross 2022. Tại thị trường Thái Lan, hãng Toyota không ra mắt Avanza thế hệ mới như ở Indonesia và Việt Nam, được chia thành hai phiên bản trang bị là Smart và Premium. Giá xe Toyota Veloz 2022 có mức giá dao động từ 795.000 cho đến 875.000 bạt, tương đương 559 cho đến 615 triệu đồng tại thị trường Thái Lan. Như vậy, Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan có giá cao hơn hẳn so với xe ở Indonesia, 251,2 cho đến 291,5 triệu rupee, tương đương 399 đến 464 triệu đồng. Điều này không có gì bất ngờ vì Toyota Veloz 2022 vốn được nhập khẩu từ thị trường Indonesia vào Thái Lan. Tuy nhiên, so với giá dự kiến trong khoảng 600 đến 700 triệu đồng của Toyota Veloz Cross năm 2022 tại Việt Nam thì xe ở Thái Lan vẫn rẻ hơn đôi chút. Nhắm đến những khách hàng như gia đình trẻ năng động hoặc là doanh nhân tại Thái Lan, Toyota Veloz 2022 sở hữu thiết kế không khác gì xe ở Indonesia, là phiên bản thể thao và cao cấp hơn của Toyota Avanza 2022. Veloz mới được trang bị đầu xe có thiết kế gợi liên tưởng đến những mẫu xe SUV cùng thương hiệu như Corolla Cross và RAV4. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt hình lục giác sơn màu đen với lưới hình chữ Y. Trên lưới tản nhiệt có nẹp mạ chrome kéo dài sang hai bên, nối liền với cụm đèn pha mới. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang, đèn sương mù trước được đặt trong hốc, nằm dọc với viền mạ chrome và có ốp gầm giả màu bạc. Bên sườn, Toyota Veloz 2022 được trang bị bộ vành la răng 17 inch với thiết kế 5 chấu kép hình chữ V ở bản Premium, trong khi đó bản Smart chỉ dùng vành có đường kính 16 inch. Vòng ra phía sau chúng ta sẽ gặp cụm đèn hậu nối với nhau bằng dải đèn ở giữa, tích hợp logo của hãng Toyota. Ngoài ra, xe còn có tem chữ nổi Veloz ở giữa cửa cốp, khe gió giả ở hai bên góc đuôi xe, đi kèm đèn phản quang nằm ngang và ốp gầm giả màu bạc. Nằm phía dưới cản sau. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này được trang bị đèn pha và đèn hậu LED tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là đèn báo rẽ tuần tự, tính năng tự động bật tắt đèn pha và phanh đĩa trên cả bốn bánh. Ngoài ra, xe còn có hệ thống treo MacPherson ở phía trước với thanh chống lật và hệ thống treo dầm xoắn phía sau, đi kèm lò xo trụ cũng như thanh cân bằng. Mặt trước người lái xuất hiện vô lăng đa chức năng bọc da, trang trí bằng những chi tiết kim loại màu bạc. Phía sau vô lăng là bản đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 7 inch có 4 chế độ hiển thị. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng đa cảm ứng 9 inch dành cho bản Premium, trong khi đó bản Smart dùng loại 8 inch. Màn hình này hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto. Chưa hết, Toyota Veloz 2022 tại thị trường Thái Lan còn có sạc điện thoại thông minh, không dây, hệ thống âm thanh 6 loa. Động cơ của Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan là động cơ xăng 4 xi lanh Dual VVT-i, dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất tối đa 106 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 7 số. Nhờ đó, Toyota Veloz 2022 tiêu thụ lượng xăng trung bình 17,9 km cho 1 lít, khoảng 5,58 lít cho 100 km. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, camera lùi, kiểm soát lực bám đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Riêng bản Premium sẽ có thêm những tính năng an toàn chủ động như hỗ trợ tránh va chạm sớm, đèn pha tự động, cảnh báo lệch làn đường, tích hợp tự động đưa xe về làn đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước di chuyển, tránh đạp nhầm chân ga và camera 360 độ. Sau Thái Lan, Toyota Veloz 2022 dự kiến sẽ được ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam trong tháng 3 tới đây. Mức giá xe hiện nay vẫn đang còn là một ẩn số. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài.
Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.